Để chế lọc HPL thì đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ cần một chiếc lọc HPL. Tớ ở đây có mã là 802 kèm với một cái bộ inout phi 12. Anh em có thể chuyển xuống phi 10 cho nó bé, nó gọn hơn cũng được, tùy anh em. Và ống inout để nối dài, giống như những cái phụ kiện tương tự của một cái lọc thùng anh em nhé. Và cuối cùng quan trọng nhất đó là hai cái đầu nối của double tap. Bình thường double tap thì nó sẽ như thế này anh em này. Đấy, nó sẽ có một cái điểm khớp nối như thế này. Nhưng bây giờ mình sẽ tách ra, mình làm hai đầu như thế này. Và nó đã có sẵn cái gen gen vặn ở đây rồi. Đấy, và việc chế của chúng ta sẽ rất đơn giản và tớ sẽ theo hướng là đơn giản này, tiết kiệm này và đẹp, nhanh gọn nhé. Cái cách này thì tớ đã áp dụng và sử dụng hơn một năm nay nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái độ hiệu quả của nó. Đầu tiên, một cái lọc HPL bình thường như thế này nhá, thì chúng ta sẽ tháo cái in out của nó ra đi. Đấy, tháo ra thì rất đơn giản như thế này nhá. Và đây các bạn để ý thì ở trên hai cái double tap lúc nãy thì nó cũng có sẵn hai cái khớp nối gen như thế này rồi, và chúng ta chỉ việc là vặn vào, và vặn cái nào cũng được, không cần phải phân biệt in out gì đâu, nó đều giống nhau hết. Đấy, thì các bạn chỉ cần vặn vào giống như cái lúc mà rút cái in out ra vừa nãy. Cái khớp của nó về cái độ dài rất là khít luôn, và cái gen cũng cực kỳ khít luôn, nên là anh em hoàn toàn yên tâm là không bị rò rỉ nước nha. Đó, và đã xong rồi, anh em chỉ cần vặn chặt vào, nó cực kỳ khớp luôn. Còn cái phần treo trên bể này nhé, bình thường chúng ta treo lên bể thì chúng ta sẽ cần, còn bây giờ thì đã là lọc thùng rồi thì chúng ta bỏ ra cho nó gọn gàng. Đó, và bây giờ nó giống như một cái chiếc lọc thùng luôn rồi. Cái phần vật lọc nhé, thì chúng ta sẽ cũng sẽ bỏ tương tự, y chang giống như anh em đang dùng lọc treo thôi. HPL thì nó sẽ có những cái 50 ngăn lọc như thế này, và chúng ta sẽ bỏ trong này là đá magic nha. Bây giờ tớ ở trong này cũng chưa có gì đâu. Bây giờ tớ sẽ bỏ vật lọc vào trong khay và tiện là chia sẻ luôn cho anh em cái cách mà tớ sắp xếp vật lọc ở trong lọc HPL sao cho tối ưu nhất nha. Đầu tiên thì chúng ta cần những cái lớp bông trắng, bông mịn như thế này. Với cái lọc mới ấy, thì nó sẽ có bông đi kèm với lọc luôn, nhưng do đây là lọc cũ nên là tớ sẽ cắt riêng hai cái miếng bông ở ngoài vào là ok. Cái bông này thì hơi dài nên là tớ sẽ tách đôi như thế này là được, sử dụng một miếng thôi. Và ở ngăn trên cùng nhé, ngăn trên cùng tớ sẽ bỏ một miếng. Đây là cái cách phân biệt cái khay ngăn trên cùng là đây, nó sẽ có một cái gờ như này, và tất cả những khay này nó không có thì đây là ngăn trên cùng. Tớ sẽ bỏ một lớp trên cùng này và một ngăn dưới cùng, thì anh em bỏ bất kỳ ngăn nào cũng được. Và vì là có một cái lỗ như thế này nên là chúng ta sẽ phải dùng kéo và cắt để khoét cái lỗ này đi. Đây, cắt một khoét một cái lỗ như thế này và anh em cho vào nhé. Tiếp theo tớ sẽ bỏ đá magic vào đây, tớ sẽ dùng đá magic nha. Và chúng ta sẽ đến với những cái phần cuối cùng nhé. Inout thì chúng ta cũng sẽ dùng phi 12, cái double tap này phi 12 nên là chúng ta sẽ dùng đồng bộ tất cả là phi 12 nha. Cái phần dây thì anh em chọn làm sao để phù hợp với cái chiều cao bể của mình. Và đây là dây ao này, nước ao đầu ra này, thì chúng ta sẽ lắp nối trực tiếp vào, đây là đầu ao. Và đây là đầu dây in, thì chúng ta sẽ lắp vào cái in này. Phần còn lại thì chúng ta sẽ lắp tương tự như lọc thùng thôi. Bây giờ nó đã thành là một chiếc lọc thùng rồi. Và giờ đã xong rồi, chúng ta sẽ vào mồ nước và chạy vào bể anh em nhé. Lọc này bây giờ tôi sẽ sử dụng cho bể tép anh em ạ. Với những cái công suất lọc và thể tích lọc như thế này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng tối đa cho những cái bể cubic 30, 433, thậm chí là 533 được anh em nhé.
khi mà anh em có những cái tủ như thế này thì bỏ lọc ở dưới cực kỳ gọn luôn. Đấy, và dây thì chúng ta sẽ có một cái lỗ ở sau tủ này. Chúng ta đưa cái dây in-out lên trên bể và rất gọn gàng. Mồi nước cái lọc này thì anh em cứ mồi y chang như lọc thùng cho tớ. Chúng ta sẽ hơi ấy một tí, nhưng mà chúng ta sẽ ngậm cái đầu ao và hít vào để nước nó sẽ bắt đầu chảy xuống. Đấy, bắt đầu nó đang chảy xuống lọc rồi anh em ạ. Đây, anh em thấy nước đã được mồi lên trên cái đầu ao luôn rồi và đã chảy phun vào lọc của mình rồi. Việc còn lại bây giờ thì sẽ cắm lọc và cho lọc chạy thôi. Anh em thấy nước ra mạnh không? Với cái lực bơm hơi mạnh như thế này mà dùng cho bể tép thì nó sẽ hơi ảnh hưởng đến tép một chút. Hay là mình sẽ chỉnh cái double tap ở dưới. Đây là cái hay của double tap và có khóa dòng đây anh em này. Anh em có thể giảm dòng. Anh em có thể đấy. Khi anh em kéo cái van này lại thì cái lực hút, lực đẩy của lọc sẽ giảm. Tùy theo cái mức độ anh em tinh chỉnh. Đây thì hơi yếu rồi. Đấy, mình sẽ cho ra mạnh hơn một chút nữa. Hiện tại thì cũng chưa có tép nên là mình cứ cycle và chạy thoải mái.